Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Hoa hậu Hồ Hèn Nhê bất ngờ khoe bàn tay lấm lem, hé lộ lý do khiến ai cũng ngỡ ngàng. Hoa hậu Hồ Hèn Nhê là nàng hậu có khả năng biến hóa đáng nể của showbiz Việt. Cô nàng không ngại thử nghiệm nhiều phong cách khác nhau. Tuy vậy, bên ngoài ống kính, Hồ Hèn Nhê lại là cô gái vô cùng giản dị, thích ăn hủ tiếu gõ, trang phục đơn giản, không hề sang chảnh và xa hoa. Người đẹp AD chưa bao giờ ngại chia sẻ những hình ảnh không trang điểm, có chút xòe xòa, trang phục với người hâm mộ. Mới đây, Hồ Hèn Nhê tự đăng tải bàn tay lắm lem vì dính nhớt xe ngay trước dự sự kiện quan trọng. Chỉ có mỗi Hồ Hèn Nhê dù là top 5 Hoa hậu Hoàn Vũ hay chủ nhân giải sắc đẹp quốc tế, nhưng chẳng bao giờ màng giữ hình ảnh, không ngại xấu mà luôn chia sẻ những điều chân thật nhất về bản thân với người hâm mộ. Ngay sau đó, Hồ Hèn Nhê cũng không chăm chút quá nhiều cho đôi bàn tay, vẫn rạng rỡ, tự tin tham dự sự kiện thời trang. Có lẽ đường nét, gương mặt và vẻ đặc trưng, làn da nâu khỏe khoắn và khí chất mạnh mẽ, quyến rũ toát ra từ ánh mắt nụ cười đã giúp Hồ Hèn Nhê luôn nổi bật. Cũng chính vì Hồ Hèn Nhê chân thật bình dị mà cô nàng có lượng fan đông đảo, cả khán giả Việt Nam lẫn người hâm mộ quốc tế. Các vlog triệu view quay cảnh hen ăn uống giản dị nhưng đầy cảm giác tận hưởng, làm vườn giúp bố mẹ thu hút hàng trăm nghìn lượt xem trên YouTube. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.